Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh đều có ảnh hưởng đến chúng? Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất thì chân không rời đất, dứt khoát thân tâm mình đối với thân thể hay chi phần của chúng sinh, quyết không dùng, không ăn, không mặc. Những người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thoát. Giảng giải: tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh đều có ảnh hưởng đến chúng? Chẳng hạn khi quý vị mặc đồ tơ lụa thì quý vị đã có liên quan với loài tầm đã nhả ra tơ. Nếu quý vị không muốn thành loại sinh vật ấy thì đừng nên liên hệ với chúng. Đó là như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất thì chân không rời đất. Đó chính là loài người đầu tiên trên trái đất. Họ vốn là chúng sinh từ cõi trời đại phạm xuống. Điều này xảy ra trong quá khứ khi kiếp hỏa lan khắp trái đất cho đến khi thiêu hủy mọi dấu hiệu của loài người. Sau đó bắt đầu một thời kỳ cằn cỗi khô khan kéo dài không biết bao lâu. Và sau đó một hôm có vài chúng sinh từ cõi trời đại phạm đậu xuống thế gian. Vào lúc này thế gian được bao phủ bởi một chất liệu đặc biệt hoàn toàn tốt đẹp. Họ bốc lên một nấm và ngửi thấy rất thơm ngon nên họ ăn. Khi họ đã ăn thứ màu mỡ của đất này rồi thì họ không còn bay được nữa. Họ không thể cưỡi mây và lái sương mù được nữa. Họ không còn di chuyển được. Họ ở lại trần gian và rủ những anh chị em của họ đang ở trên trời. Những người này xuống trần gian rồi lại ăn thứ màu mỡ của đất. Thế là họ cũng bị trở thành, bị chất ngại bởi đất. Họ không thể nào trở về cõi trời. Và đó là lý do loài người đến ở trần gian. Có người cho rằng chúng ta xuất phát từ loài khỉ. Nhưng nếu điều đó là đúng thì cái gì khiến cho chúng ta trở thành khỉ? Thực tế, tất cả bắt đầu từ khi loài trời hạ xuống trần gian. Khi dân số trên mặt đất gia tăng, chất màu mỡ của đất hoàn toàn bị cạn kiệt, các giống thực vật bị chết, thế là họ phải ăn bách cốc, 100 giống cốc loại. Đó là 1. 20 loại lúa khác nhau. 2. 20 loại kê. 3. 20 loại đậu. 4. 20 loại rau. 5. 20 loại dưa. Mỗi thứ có hơn hay kém 20 loại, làm thành 100 thứ tất cả. Khi họ đã ăn bách cốc thì chân không lìa khỏi mặt đất. Chúng ta quy cho điều này là lực hấp dẫn, trọng lực của trái đất. Kavichi. Nhưng lý do sâu xa là do con người đã ăn thực phẩm này, dứt khoát thân tâm mình đối với thân thể hay chi phần của chúng sinh, quyết không dùng, không ăn, không mặc. Loài người chúng ta muốn giữ cho thân và tâm mình thoát khỏi sự tạo nghiệp do từ mối quan hệ với thân mạng của chúng sinh hoặc bất kỳ mọi thứ làm bằng thân thể chúng, thì chúng ta không nên chiếm đoạt thân mạng chúng, cũng chẳng xâm hại tinh thần chúng. Chúng ta chẳng nên mặc thứ gì làm từ sinh mạng của các loài vật và ăn thịt chúng. Những người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thoát. Như Lai bảo những người ấy là chân thật giải thoát. Kinh Ha 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 Bun Sam Mô Đi So Ha Ha.